Sau hàng nhiệt độ điện xin chào các bác nhé. Hôm nay em lên sóng một cái chiếc bếp ga rất là đẹp của hãng Osaka Ga Nhật Bản. Một con bếp mặt kính full tính năng. Đây là cái size mẫu bếp mà rất là đắt ở bên Nhật. Khi mới của nó có giá vào sấp mười mấy triệu, gần 20 triệu một chiếc bếp full tính năng. Mặt kính cực sạch luôn, sang trọng. Viền này là tráng men này. Viền tráng men mặt kính. Một chiếc bếp hình thức còn rất là đẹp. Trông như mới. Mặt mũi đẹp. Con này nó thuộc cái dòng full tính năng. Mặt kính. Em báo giá luôn là em bán là 4 triệu 2. 4 triệu 2 các bác nhé. Tặng kèm các bác một cái cục pin nạp. Một dụng cục pin nạp này theo như là mua của anh em, họ báo là dùng được khoảng 6 tháng. Đấy, cái này khi mua ngoài thì có giá là 200.000 các bác nhé. 200.000. Chỉ có những cái bếp mà cái hộc dài như này mới đút được thôi. Đấy, còn cái bếp mà hai pin ngang thì không đút được. Bác khi dùng lưu ý đút đúng chiều. Đút đúng chiều nhé. Chiều giỏ, chiều dương thì ra ngoài. Đấy. Một con bếp full tính năng. Bên này là một bếp bên trái này. Có cài đặt nhiệt độ này. Hẹn giờ này. Có cả chế độ nấu cơm này. Đấy, bếp ga mà còn nấu được cả cơm. Hẹn giờ. Đấy. Nấu cơm lập trình sẵn các bác nhé. Đấy. Điều chỉnh nhiệt độ này. Bên này tiếp. Một bếp nữa. Đây là bếp nướng này. Bếp nướng này có hai tầng lửa. Đấy nhé, điều chỉnh hai tầng lửa khác nhau này. Đấy chưa? Đấy. Bếp nướng cá này, điều chỉnh cái này giống như là cũng là hẹn giờ. Đây là hộc nướng. Ở đây nó là hộc nướng các bác nha. Đấy, khay nướng này. Người Nhật họ rất thích ăn đồ nướng. Cái con bếp này nó có cái hai cái cảm biến này, hai cái cảm biến chống cháy này. Khi mà các bác đun chẳng may mà quên nhá, thì nó nhiệt độ tăng lên, cái cảm biến này nó sẽ nhận diện được và nó sẽ ngắt bếp khóa ga lại. Đấy, cả hai bên này ngắt bếp khóa ga nhé. Con bếp Nhật nó rất là nhiều cái tính năng cầu kỳ phức tạp. Bây giờ em đánh lửa thử các bác xem này, đánh lửa thử bếp này nhé. Coi đánh lửa thì nó sẽ đánh tất cả các bếp để nó thăm dò luôn. Nếu mà bếp nào mà hở ga là nó sẽ lên. Đấy. Không có ga bên tiếp bếp bên này. Đánh lửa nhé. Bếp em đã test dọn căn chỉnh lửa ok hết rồi nhá. Vậy đây chỉ việc nán thôi ạ. Bếp này, bếp nướng này. Đấy. Khi không có ga nó sẽ báo nhé. Một đặc điểm nữa là con này có tính năng khóa trẻ em ở dưới này. Các bác không muốn trẻ con nó nghịch vào bếp mới bấm được luôn. Khóa trẻ em. Đấy. Là trẻ con không thể nghịch được. Đấy, một cái bếp ga của Nhật nó xịn là như vậy. Em bán là 4 triệu 2 nhé các bác nhé. Giá 4 triệu 2. Tặng kèm một bộ pin. Trị giá 200.000. Bảo hành 6 tháng. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Một con bếp mà rất là đẹp. Chào các bạn.